Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lên mình quay cái video này để cho các bạn xem về cái số ốc hôm bữa mình mua ở chợ ở xa về các bạn. Mà cái số ốc đợt đó mình mua về thì nó rất là yếu. Tại vì đã vận chuyển ở xa rồi nhiều người lựa quá các bạn, nên mình về mình phải xử lý một thời gian cũng hơi khá lâu nè. Thì các bạn nhớ mua ốc ở chợ hay ốc ở xa, tủ xa thì các bạn nên lựa ốc cho nó mạnh khỏe một chút, cho nó đỡ cái công mình đỡ mất thời gian nha các bạn. Thì các bạn nào chưa xem cái video đó thì các bạn vô xem cái video mà cái cách xử lý mua ốc bố mẹ ở xa thì xem có giúp được gì cho các bạn không nha. Thì đợt mình mua cái đợt ốc này nè các bạn, người ta vận chuyển xa quá nên nó rất là yếu, mình về mình phải chăm một thời gian nó hơi lâu chút. Và hôm nay mình thấy nó phát triển lại rất là tốt rồi, mình cũng cho nó đứng đẻ một thời gian rồi nha các bạn. Hôm nay nó ăn uống lại bình thường rồi nên mình sẽ thả cho các bạn xem nha. Thì cái hồ này nè các bạn, thì cái hồ này hôm bữa mình có quay cái cách xử lý ao làm đáy này kia, cái ao chìm á, cho các bạn xem rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ thả xuống cái ao này để mình dưỡng cho nó đẻ. Cái số ốc này mình thả xuống thì nó chưa đẻ liền được nghe các bạn, tại vì mình để cho nó đứng đẻ một thời gian rồi. Bây giờ mình phải dưỡng lại chắc cỡ khoảng chục ngày hơn thì nó mới đẻ nghe các bạn. Chục ngày, khi 20 ngày nó mới đẻ, bình thường đẻ mạnh lại được. Để mình bắt ốc ra mình thả vô đây cho các bạn xem nha. Các bạn xem video từ từ để nghe mình nói thêm ít vấn đề nha các bạn. Cái giống như mình nuôi ốc, mình mua trứng các bạn, về mình ốc thì nó chắc hơn nha các bạn. Là nó rất là chắc ăn. Chứ các bạn mua ốc ở xa về mà các bạn xử lý không kỹ thì nó hao hụt nhiều lắm. Giống như mình á, đợt mình mua trứng về mình ấp á các bạn, thì cái lúc mà mình ấp ra nó nở ra, đến lúc mà nó đẻ thì khoảng 3 tháng rưỡi là nó đẻ nha các bạn. Nếu các bạn chăm tốt thì khoảng 3 tháng rưỡi thôi là nó cỡ này hết nè. Là 3 tháng rưỡi là nó sẽ đẻ. Chứ các bạn đừng nghe nhiều người người ta nói nuôi ốc 5-6 tháng mới đẻ là sai nha các bạn. Cái đó là tại những người người ta nuôi không thành công, người ta nuôi nó không được nên nhiều người người ta nói vậy thôi. Rồi các bạn nghe rồi các bạn hiểu lầm nha. Làm cho cái nản chí, cái trí của mình nản. Chứ thật sự mà nói mình không có nói xạo các bạn để làm cái gì hết á. Mình lên mình chia sẻ cái gì hay thì mình chia sẻ các bạn, còn các bạn có tin hay có làm theo hay không thì cái đó là quyền của các bạn, chứ mình nói xạo làm cái gì các bạn. Với mình thì mình nuôi qua mình biết, từ lúc mình ấp mà cho đến ốc nó trưởng thành nó đẻ thì khoảng 3 tháng rưỡi là nó đẻ nha các bạn. Cái đó là chính xác. Còn nhiều bạn mà nói nuôi 5-6 tháng rồi này kia là cái đó là nuôi không đạt rồi, không thành công rồi. Lúc trước hồi mấy năm trước, cái lúc mình chưa nuôi đó các bạn, mình cũng nghe nói ốc về nuôi 5-6 tháng, 6-7 tháng, mình thấy cũng thắc mắc nên mình nuôi qua rồi mình mới biết. Con ốc là cũng tùy theo vùng nha các bạn. Có vùng thì nó rất là giá, nó rất là cao, giống như vùng của mình này nè. Là ốc thịt các bạn mua 100.000 ký mà không có mua nha các bạn. 100.000 mà mình kiếm mua không có đâu, phải đi xa lắm. Còn nhiều cái nơi khác thì mình không biết, có những nơi ở miền Tây nữa 50-60.000 ký thì cũng có. Còn cái vùng mình thì nó mắc, cũng tùy theo vùng à. Mà giờ mình nói thật với các bạn, giờ ốc mà nó 1 ký 40-50 ngàn, 50-60 ngàn thì các bạn nuôi vẫn có ăn, vẫn có lãi cao nha các bạn.
tại vì nó không có tốn tiền thức ăn cái gì hết đó. Mình bỏ công ra mình chăm sóc thôi, mà mình không làm được nữa thì thôi nha các bạn. Chứ mình thấy cái nuôi ốc này là mình rất là, mình nói thật với các bạn là mình mê luôn á. Cái lứa hôm bữa mình ấp với cái đợt mà cái ao mình thả đầu tiên, một lứa mình mua 1 kg trứng về mình ấp mình nuôi đó các bạn, thì mình cũng đã bán cái lứa đó rồi. Cái lứa đó mình bán sớm tại vì người ta mua mão á. Ở xứ mình có nhiều người ta cũng phái nuôi ốc á, với lại cái mùa dịch này không có đi làm đâu được đó các bạn, mà người ta cũng mua nhiều nơi, mua ở xa về người ta nuôi người ta thất bại hoài à. Nên mình nuôi thành công á, người ta thấy người ta cũng thích nên người ta lại người ta xem, người ta cứ thấy ở chung vùng thì cái nước nó rất là quen thuộc rồi, nên người ta phái người ta lại, người ta năn nỉ người ta mua hoài à. Mình nên mình không từ chối được, mình bán mão luôn. Mình thấy nuôi ốc này cũng rất là kiếm tiền, rất là dễ. Mình mua 1 kg trứng ốc lúc đó 1,6 triệu 1 kg. Là chỗ mình mua là mắc rồi đó các bạn. Mà cũng tùy theo nữa nha các bạn. Trứng non khác hay trứng già khác. Các bạn thấy người ta bán 1 kg 1,2 triệu, 1,4 triệu, 1,6 triệu rồi, là các bạn đừng có nghĩ là nó mắc hay nó rẻ, mà là do cũng cái ốc non ốc già nữa, ốc nó sắp nở rồi, ốc còn non thì nó nhiều thành phần lắm, nên mình làm gì thì mình phải theo dõi kỹ mình mới hiểu được, chứ mình đừng nghe người ta nói sơ sơ mà mình chưa hiểu được hết cái góc cạnh nó thì mình nói nghĩ người ta nói xạo thì không phải đâu nghe các bạn, cũng tùy theo à. Mình làm gì cũng vậy, mình muốn phán đoán cái chuyện công việc gì của ai cũng vậy, mình cũng phải tìm hiểu kỹ mình phải nói, chứ mình nói mình thấy sơ sơ mình nói đại nó càng nó không hay nha các bạn. Giống như mình chăn nuôi nuôi cá nuôi ốc rồi nè, xưa giờ mà nhiều bạn thường theo dõi kênh mình, người ta mới hiểu mình hơn, chứ lâu lâu cũng có người vô người ta coi người ta đâu có hiểu gì đâu, người ta nói mình nói không thật. Có nhiều bạn thấy mình nuôi cá mà dày quá, mà cá đẹp cá to các bạn, người ta cũng nói cá này cá rộng để bán chứ đâu phải cá nuôi, người ta đâu có thường xem video mình đâu mà người ta biết. Chứ mình đó giờ mình nuôi hầm nào các bạn nhìn là cũng như vậy hết, thì mình cũng lúc mình xả nước mình cũng cho các bạn xem, rồi lúc mình cho ăn thì nó cũng quay cho bạn xem. Chứ mình làm video, mình làm video thật chứ đâu có giả. Nếu như giống như mà các bạn nói cá nó dày đặc, cá rộng để bán chứ không phải là cá nuôi, thì tại sao mà mình cho ăn nó lại chồi lên nó ăn ào 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 cá rộng sao mà nó ăn nha các bạn. Nên mình muốn nói cái gì thì mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ, và mình sẽ xem cái kênh của người ta đăng như thế nào rồi mình hãy nói. Chứ mình nói bậy bạ đâu có tốt cho mình đâu các bạn, nó mất cái hay, mất cái bản chất con người của mình. Mình có thả hồi sớm hết ít rồi, giờ mà trời mưa các bạn, mình vừa thả có một chút à, hồi trời mưa quá trời nên mình không có quay nữa, mình không có làm video. Còn buổi tối này mình tranh thủ mình làm cái video cho bạn xem nè. Dạo này ban ngày hay mưa nên mình không có làm được, với ban ngày mình bận công nhiều công việc quá các bạn, thì mình làm ban đêm các bạn xem có gì thông cảm cho mình nha. Bữa nay cái đèn nó cũng hơi tối nè, nó các bạn thấy cái ao của mình xử lý hôm bữa xong á các bạn, nó ban đêm thì các bạn không thấy rõ. Mình cũng trồng mớ cây để dưỡng dưỡng, giống như ốc này nếu mà mình mua ốc về mình xử lý mà ốc khỏe thì mình xử lý không có bao lâu hết á, khoảng chừng tuần lễ là đẻ ào ào rồi. Còn mình cái đợt mình mua cái đợt này nó quá yếu nghe bạn, nên mình xử lý bữa giờ chắc cũng khoảng 20 ngày rồi đó, nó ăn uống mạnh khỏe
thật sự khỏe rồi mình mới dám thả xuống hồ, chứ các bạn đừng có thả xuống hồ liền nha. Xử lý giống như mình hôm bữa mình làm cho các bạn xem, mình làm cái chỗ nhỏ nhỏ để mình xử lý, khi nào nó ăn mạnh rồi mình thả xuống, chứ các bạn chưa xử lý kịp thời mà các bạn thả xuống rồi nó ốc nó chết là một, và cái thứ hai nữa cái hồ mình nó dơ giấy rồi nó nhiễm nữa, rồi mai mốt mình thả đợt khác nó phức tạp lắm nha các bạn. Đó, các bạn thấy mình mới vừa chắc ốc xuống là nó bò đi, nó bò xuống quá trời luôn nè. Là như vậy là ốc nó mới khỏe nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý nha, khi mà mình chắc ốc xuống á thì mình thủ trước cái bình, tùy theo các bạn xài bình gì cũng được. Giống như mình xài bình này, cái bình này khoảng 2 lít nè các bạn, thì mình bỏ 2 nắm muối vô trong cái bình này nè. Rồi mình để một lúc cho ốc nó bò xuống bớt đi. Rồi còn một số ốc nó hơi yếu á các bạn. Nó hơi yếu thì mình sẽ dùng cái bình này mình bỏ muối vô. 2 lít nước mình bỏ 2 nắm muối vô, mình lắc cho đều lên rồi mình xịt. Để chút xíu mình xịt nha các bạn. Ốc này nó đang rất là khỏe nên mình không có xịt. Mà mình xịt cũng không sao nha. Nó xuống bớt thì còn một số nào lại đó, thì mà nó hơi chậm hơi yếu thì các bạn xịt vô, xịt nước muối vô, là con nào mà nó hơi nó có biểu hiện hơi bệnh hơi yếu hơi sưng vòi đồ nó cũng hết nha các bạn, nó nằm nghiêng rồi đó. À, những con nó mới chấm chớm là mình xịt nước muối vô là nó đi ăn lại bình thường thì nó sẽ khỏe mạnh, nó sẽ không yếu không chết. Còn các bạn không dùng nước muối thì nó nằm lì luôn, nó không bò được nha bạn. Là mấy con ốc đó các bạn để là mai mốt nó cũng hư luôn. Nên cái đó cũng quan trọng lắm đó. Đó. Mình cứ xịt xuống, xịt vô nè. Nước muối mình chọn, mình pha loãng loãng mình xịt vô. Ốc nào khỏe thì nó cũng tốt, chứ nó không ảnh hưởng gì hết đó. Cái nước muối nó diệt khuẩn với nó làm cho con ốc nó khỏe hơn, sạch hơn nha các bạn. Có vi khuẩn chấm chớm gì thì nó cũng xuất ra. Các bạn thấy nãy giờ mình chắc xuống 150 con nha các bạn, mà mình vừa chắc xuống mà nó bò quá trời luôn nè. Nó như vậy thì ốc nó mới khỏe được nha các bạn. Chứ các bạn chắc xuống mà nó nằm lì thì nguy hiểm lắm. Các bạn thấy nó bò nhanh ghê không? Giống như mấy ốc này nè, nó là thả xuống không bao lâu là nó đẻ. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Thì có cái gì các bạn chưa hiểu á thì các bạn nhớ bình luận cho mình sẽ trả lời nhiệt tình với các bạn nha. Mình biết được gì thì mình sẽ chia sẻ nhiệt tình cùng các bạn. Giống như lâu lâu mình cũng bị sót lúc trước á, với bây giờ thì mình kinh nghiệm rồi. Giờ bình luận mình vô trong cái cài đặt kênh đó các bạn, thì mình vô đó mình trả lời được rất là nhiều luôn. Còn lúc trước mình hay bỏ sót tại vì mình kiểm tra không kịp á các bạn. Có nhiều cái bình luận các bạn thấy không trả lời thì các bạn cũng đừng buồn mình nha. Có khi bình luận bị quét á các bạn. Rồi giống như mấy tháng này nè là YouTube nó quét. YouTube người ta quét bình luận cũng nhiều lắm. Các bạn xem video cũ á thì các bạn nhớ bấm ngón tay lên cho mình nhanh thấy các bạn nhé. Chứ có nhiều bình luận mấy cái video cũ mình vô mình thấy mình giật mình luôn, mấy tháng không lẽ giờ trả lời sao, khó lắm các bạn à. Nên các bạn có gì thông cảm giúp mình nha. Các bạn có thời gian thả ốc ban đêm này nè các bạn, ốc nó tốt, thả ban ngày nó cũng không, nó hơi mất sức nha các bạn. Thả ban đêm thì ốc nó tốt hơn. Nó các bạn thấy mình xịt muối, nước muối vô cái nó bò nhanh không? Bò rất là khỏe luôn.
như vậy thì ốc như vậy thì nó mới chắc cú được nha các bạn. Nó, các bạn thấy mình dưỡng ốc ở xa, bố mẹ mình mua ốc ở xa về mà mình dưỡng, bữa nay mình thả xuống các bạn thấy nó bò như vậy là mới là thật sự là nó rất là khỏe nha các bạn. Giống như mình đi mua ốc ở chợ ở xa đó các bạn, mà các bạn nhớ lựa ốc cái con ốc vỏ mỏng nha các bạn. Nó vỏ mỏng vậy nè. Cái trên vành miệng nó cũng mỏng. Chứ các bạn mua mà lựa những con ốc to cũng đẹp mà nó dày cùi nó cứng ngắc. Cái miệng nó gì nó giống như mấy cái miệng gì nè các bạn. Nè. Chỗ này nè. Mà nó dày lên nó cứng. Là các bạn đừng mua những con đó nha, mấy con đó là nó hết trẻ được rồi đó. Mấy con ốc đó nó quá già, người ta dạt ra hết rồi nha các bạn. Các bạn nhớ kỹ kỹ, lựa ốc kỹ kỹ chút. Ốc nào vỏ mỏng này kia, miệng còn mỏng thì con ốc đó về mình dưỡng nó rất là ngon luôn. Giống như mấy con ốc này nè, nó vỏ mỏng vậy nè. Là ốc này là mình bảo đảm với bạn là chưa đẻ lứa nào luôn nè. Còn mà nó dày cui cứ ngắt là ốc đó khoảng 5 rưỡi 2 năm rồi nghe các bạn, là về nó không đẻ được đâu. Các bạn nuôi thời gian nó cũng chết rồi. Các bạn muốn chắc ăn mình nhắc lại một lần nữa nha các bạn, bạn muốn chắc cú thì mua trứng về ốc nha, chứ còn mua ốc bố mẹ ở xa về thì mình bảo đảm với các bạn là các bạn xử lý không tốt là các bạn nuôi nó từ từ chết hết, không sống đâu. Mình kinh nghiệm mấy lần mình biết nên mình nói nhắc nhở các bạn vậy đó. Còn mà mình mua ốc ở địa phương thì không sao nha các bạn. Mua ốc giống hay ốc bố mẹ ở địa phương thì mình về mình nuôi nó chung với cái nguồn nước của mình thì nó không sao, không thành vấn đề gì. Mà các bạn mua ở xa về ốc bố mẹ hay hoặc là ốc giống cũng vậy nha, mình bảo đảm với các bạn nuôi không sống đâu. Ốc bố mẹ mà mình về mình xử lý kỹ lưỡng thì còn được, chứ còn gặp ốc giống mà các bạn về xử lý như sao, nuôi nó không sống, vừa tốn tiền tốn công lắm. Nên mình muốn chắc cú nhất là mình mua ốc ở địa phương, còn không thì mình mua trứng về mình ấp là thành công rồi các bạn. Hồi trước mình nuôi cá rô nhiều lắm. Rồi cái thời gian gần đây là do dịch đó các bạn. Rồi nhiều người ta không có đi làm được nên người ta cũng học hỏi, rồi mình cũng chỉ người ta cách nuôi, nên giờ sớm mình ta nuôi nhiều lắm ở khu vực mình á. Giá thì nó hơi thấp lại. Nên mình chuyển qua nuôi ốc mạnh hơn nha các bạn. Cá rô mình nuôi cứ cầm chừng cái gai gai thôi, để từ từ bớt lại giá, có giá lại thì mình mới nuôi tiếp. Chứ còn giờ là mình đang tập trung qua ốc, mình thấy ốc mình còn thích hơn cá rô luôn nha các bạn. Thấy nó dễ kiếm tiền hơn nhiều nha các bạn. Hôm bữa mình mua 1 ký trứng 1,6 triệu mà mình nuôi mới có 2 tháng mấy, mình bán ốc lứa bán mão cho người ta là mình cũng lời được là 17-18 triệu đó nghe các bạn. Cái đó là mình nói thật lòng đó. Nhiều bạn ở những nơi ốc nó rẻ, mình nói người ta nói mình nói xạo, người ta không tin, chứ thật sự là ở những nơi mà ốc có giá thì các bạn nuôi lời lắm nha các bạn. Mà giờ mà ốc ở những nơi giá hơi thấp chút, 40-50, 50-60, các bạn cũng nuôi cũng lời, nó không có tốn tiền thức ăn, mình không có phải lo gầu suy nghĩ gì hết á. Là nuôi chỉ cần mình nuôi thành công là từ lời đến lời chứ không bao giờ lỗ được nha bạn. Còn mà các bạn ở những nơi mà ốc có giá chút thì nuôi là quá ok, quá ngon luôn. Các bạn thấy mình thả 150 con, mình để lên mà nãy giờ nói chuyện vòng vòng với các bạn có bao lâu đâu, mới có 10 mấy phút rồi.
mà nó bò muốn hết rồi đó. Nó bò xuống muốn hết luôn rồi nha các bạn. Chưa được 20 phút nữa. Từ lúc mình nãy giờ mình quay đây nói chuyện với bạn, các bạn mình thả xuống trực tiếp luôn là chưa được 20 phút là nó bò xuống muốn hết rồi. Video mình làm đến đây xin tạm dừng nữa bạn, còn mấy con nữa. Xin chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn nha, luôn luôn mạnh khỏe, làm công việc gì cũng thành công nha các bạn. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha, để sắp tới mình có cái gì mình làm công việc gì chăn nuôi mà cái cách nào nó thành công nó hay ấy, thì mình lên mình chia sẻ với các bạn, thì chúng ta cùng nhau học hỏi thêm nha các bạn. Các bạn thấy pha muối xịt xuống là nó nhanh mà ốc nó rất là khỏe luôn đó các bạn. Bơi lội ào ào luôn nè, đó. Các bạn thấy ốc vừa thả xuống mà nó bơi lội đi ăn vậy nè. Là ốc quá đẹp luôn nha các bạn. Đó. Chứ mà các bạn thả xuống chìm ngắm ngậm miệng lại là thua nha các bạn. Đó, các bạn thấy con nào nó cũng bò bơi lội ào ào luôn nha. Mình xử lý nước xong các bạn thấy nước nó trong vắt không? Ban đêm mà các bạn thấy còn trong như vậy á. Video mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nhé.